Kính chào quý vị và các bạn, rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay mình đang ngồi trong ngôi nhà của chú Lĩnh ở khu vực xã Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Chú cho cháu và khán giả xin hỏi là nhà mình chú xây hết nhiều tiền không ạ? Đó, xin cảm ơn, xin chào các quý khách. Vâng, tôi hôm nay được các thông tấn của địa phương nhà đẹp đến thăm hỏi và cháu... tôi xin có ý kiến thế này. Nhà tôi mới chuyển về đây tháng 9 năm ngoái và xây dựng cái nhà này thì là tính tổng kinh phí là xít soát 1,5 tỷ. Vâng, xít soát. Và còn thì nội thất bên trong là gồm có bàn ghế rồi tủ rồi sập thờ và bàn thờ là tổng số là 150 triệu nữa, thì tính tổng số nó vào khoảng 1,650 tỷ. Vâng, đấy các bạn nha. Vâng. Tổng diện tích là tầng mỗi một sàn là 115 m². Vâng. Chiều ngang của nhà là 8 m, chiều sâu là 12 m. 8 x 12. Vâng. Và hai sàn là hơn 230 m². Vâng, 230 m². Chú chia sẻ rất thật nha, cả nội thất, sân vườn, cổng cửa tổng của chú là hết 1,650 tỷ đúng không ạ? Vâng, tất cả tường rào. Vâng, cháu thì chia sẻ những cái video nhà thực tế và cũng mong muốn là phỏng vấn các chú để khán giả biết, không lại bảo là cứ câu view câu like. Cháu thì đang cháu công tác trong quân đội rồi, bây giờ cháu xây dựng cái kênh nhà đẹp này cũng mong là trước hết là đến xin phép các chú ghi lại những cái hình ảnh đẹp của ngôi nhà mình, sau đó là cũng chia sẻ với khán giả những cái mẫu nhà đẹp để khán giả có sự tham khảo. Các bạn hãy cho mình và chú một nút thích nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời các khán giả cứ mạnh dạn làm ạ. Vâng. Và bây giờ vừa đẹp nhà mình mà đẹp hàng xóm, đẹp quê hương. Vâng, bây giờ cháu xin phép chú và mời khán giả cùng tham quan ngôi nhà thực tế của chú nhé. Vâng, xin lỗi. Như các bạn đã biết đấy, vừa rồi chú đã chia sẻ về cái giá này, rồi kích thước này. Bình thường những ngôi nhà khác thì mình quay từ ngoài vào trong, nhưng ngôi nhà này mình lại quay từ trong ra ngoài. Bởi mình thấy cái không gian bên trong nó thú vị quá các bạn ơi. Và cái độ hoàn thiện rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn này. Từ trần tường rồi là phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, các cái không gian nó rất là liên thông với nhau. Bên ngoài thì đơn giản, cứng cáp, khỏe mạnh, nam tính, còn bên trong các cái không gian thì mềm mại, uyển chuyển. Đấy. Thiết kế nhà như vậy thì nó cũng giống như là bên ngoài thuộc dương, bên trong thuộc âm, nó hài hòa, nó cân đối. Thì cái quan điểm phong thủy của mình chia sẻ cùng với các bạn thì nó không mang cái tính duy tâm nhiều đâu ạ, mà nó hoàn toàn được tính theo khoa học và sắp xếp bên trong ngôi nhà thuận theo cái tự nhiên và phù hợp với những cái sinh hoạt sử dụng của chúng ta. Đó. Các bạn thấy căn bếp nó có đẹp, có sạch sẽ, có tiện nghi không ạ? Rất là gọn gàng, rộng rãi. Nếu để tính diện tích của căn bếp chắc nó chỉ khoảng 25 m² thôi, nhưng mà nó liền ngay bếp phụ ở đằng sau này, xong nó lại vay mượn ra phòng khách, phòng thờ, vay mượn ra cầu thang. Đây là cái cách thiết kế rất là thông minh này các bạn này. Hoặc là phòng khách cũng vậy, phòng khách của chú chắc cũng chỉ 4 x 6 24, khoảng 25-26 m² thôi. Thế này, các bạn nhìn cái tổng thể không gian này, nhưng mà nó vay mượn sang phòng thờ này, nó vay mượn sang cầu thang, vay mượn sang phòng khách. Đây là cái phép vay mượn không gian tương đối thành công các bạn nhé. Và cái quan điểm của mình khi mà thiết kế, bao giờ mình cũng vay mượn không gian rất là nhiều. Và để mà cái ngôi nhà mái Nhật ấy, các bạn chỉ nằm một phòng ngủ bên dưới thôi, thì cái ngôi nhà của chúng ta nó mới thoáng và nó mới sang các bạn nhé. Đó. Giờ mình đi ra ngoài, mời các bạn tham quan tổng thể của ngôi nhà. Ngôi nhà đang được xây trên cái diện tích đất là 10 x 18 mét. Thì chú đã thiết kế ngôi nhà 8 x 12. 12 là tính ra đến mép sảnh đấy các bạn nhé. Đó. Để đằng trước chú để cái khoảng sân và phía sau vẫn để cái khoảng trống. Thì trong cái quan điểm xây dựng nó gọi là có trước có sau. Và thực tế thì các bạn để những khoảng đằng sau, chúng ta sẽ có những cái khoảng bếp phụ, nhà kho rất là hợp lý đấy. Đây mình đang đi sang bên sườn trái của ngôi nhà. Đó. Bên ngoài các bạn thấy có đơn giản không ạ? Đơn giản, tối giản, nó chính là cái phong cách thiết kế của người Nhật. Rất thực dụng luôn, bên ngoài không cần trang trí nhiều, nhưng người ta đưa vào cái không gian sử dụng ở bên trong, nó tiện nghi, nó thỏa đáng. Đó. Cổng cửa rồi là tất cả những cái đường nét rất là trắng, rất là đơn giản. Phào chỉ để nguyên hết, không tô son vẽ phấn gì đâu.
trắng muốt luôn. Và thiết kế 3 bậc để đi vào trong nhà. Đó. Cái chiều sâu sảnh này nó khoảng 1m95 các bạn nhé. Và bên trên chú cũng để một cái thảm sáng luôn. Chào cô ạ. Đấy, mình đi vào đến phòng khách, các bạn thấy phòng khách có đẹp không ạ? Phòng khách của cô chú đẹp không ạ? Ngay bên tay phải của ngôi nhà là khu vực phòng thờ. Kết hợp cầu thang bếp ở cái dãy bên đó. Các bạn thấy có thoáng đẹp không ạ? Cái khoang cầu thang này của chú rộng khoảng 3m2 các bạn nhé. Chiều rộng khoảng 3m2. Và cái vế trong để tận dụng cho khu bếp. Đó. Tổng diện tích của ngôi nhà thì không to. Nhưng mà các bạn vào thấy không gian có thỏa đáng không ạ? Rất thỏa đáng luôn. Rất là ngăn nắp gọn gàng luôn. Đó. Và khi chúng ta có một cái bàn ăn ở trong ngôi nhà chính này, các bạn thấy có thú vị không ạ? Dù chúng ta ở nông thôn đi chăng nữa, có thể chúng ta không thường xuyên nấu ở trong cái bếp này, nhưng cái bếp này nó thể hiện độ sang của ngôi nhà. Nếu chúng ta làm được bếp và phòng ăn ở trong ngôi nhà chính thì nó sẽ sang hơn rất nhiều. Đó. Các bạn hình dung ngồi ăn ở dưới một cái không gian như vậy, nó có giống nhà hàng khách sạn không ạ? Dù một đĩa rau luộc ăn chay thôi, nó cũng sẽ rất là ngon, rất là thú vị các bạn. Mời các bạn tham quan phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì có diện tích khoảng 12m2, 12 đến 13m2 và có cửa sổ bên sườn. Rất là đẹp luôn. Đó. Mời các bạn đi về phía sau để tham quan tiếp. Và phía cuối này thì chú thiết kế công trình vệ sinh chung ở đây. Đi về phía sau cùng là khu vực bếp phụ, nhà xe, nhà kho. Để cho mình vào thì... Đó. Để tất cả những thứ lộn xộn ở đây vào bếp ướt ngoài này. Các bạn thấy có phù hợp không ạ? Máy giặt này. Giờ mình đi từ trong đi ra để các bạn nhìn tiếp cái không gian của ngôi nhà, nhìn từ trong ra có thoáng không ạ? Tuy nhiên cái phòng thì rất đẹp rồi, tuy nhiên cái sắp xếp cái giường ngủ và những cái đồ đạc ở trong phòng này thì cũng chú ý một chút. Cái két sắt thì các bạn nên giấu kín vào, và cái đầu giường có thể quay sang một cái hướng khác nó hợp lý hơn. Mời các bạn tham quan tiếp cái không gian phía trên tầng 2 của ngôi nhà. Đó. Đá cầu thang thì chú đang ốp giống với cái đá bên ngoài sảnh. Ở đây lại ốp lổi mất rồi. Ốp chìm thì nó sẽ không đọng bẩn vào những cái mép đá của chúng ta. Đó. Và các bạn đi lên trên tầng 2 để tham quan tiếp. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Mình thường xuyên đi quay những mẫu nhà thực tế, cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp cho các bạn trên mọi miền của Tổ quốc. Khi đến quay những ngôi nhà thực tế thì ít nhiều cũng có một vài cái lỗi, và khi có lỗi thì mình góp ý một chút để các bạn tránh những cái lỗi đó, chứ mình cũng không phải là ý chê bai gì. Mong các bạn xem và hiểu và thông cảm. Phía trước cái sảnh đây này, bên trên là bác chưa che cái hệ lam kính bên trên. Bên trên này có 4 phòng ngủ các bạn nhé. Cái phía trên của phòng thờ thì chú đang dùng để làm nhà kho, không ngủ. Đi về phía sau, phòng ngủ này thẳng trên với cái phòng ngủ bên dưới. Nhưng mà cái cách thiết kế giường của những cái phòng ngủ mà đang quay về phòng vệ sinh là các bạn chú ý không nên làm như vậy. Phòng ngủ số 3, số 4. Đó. Đi về phía cuối là phòng vệ sinh chung của tầng 2. Như vậy là mỗi tầng có một phòng vệ sinh các bạn nhé. Vệ sinh chung. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích kênh, một nút đăng ký kênh. Cần tư vấn thiết kế hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà của bạn thực sự khoa học, thực sự tiết kiệm, và mình tự tin sẽ giúp các bạn có những cái ngôi nhà ngon bổ rẻ. Nói theo cách của Nguyễn Tất Nhiên NTN, nó là ngon bổ rẻ, tự tin luôn các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.